Chào em. Em là chị. Cao quá. Mình lại gặp nhau rồi. Mình lại phải kiêng lên. Xin chào mọi người, mình là Hải Thanh, mình 2K2. Wow. 2K2. Rồi nhưng mà cơ duyên gì cho em mình lại gặp nhau ở đây ta? Này đi xem Blackpink. Rồi, hôm nay chị có thể phỏng vấn em tí về cái outfit đi xem Blackpink của em không? Vâng. Bắt đầu từ đầu trở đi đi. Đầu. Đầu em tự làm không mất tiền ạ. À? Đầu tự làm không mất tiền. Make up. Em làm make up nên là em tự make up luôn. Ủa, đúng rồi. Rồi, make up là tự make nha mọi người. Chứ không bình thường là make như này mà cho người khác là bao nhiêu tiền đấy? Sao khoảng 700 ạ. 700 nha. Không. Ừ. Cái này em mua cho chắc 30.000. Hả? Không thể tin nổi. Rẻ mà. Ok, 30.000. Áo này chắc là khoảng 150 ạ. Ừ. Váy này tầm 300. 300. Túi xinh khoe. Túi này là em mua trên là tầm 900 ạ. 900. Ui. Đưa xem nào. Trời ơi. Trời ơi. Quá đẹp luôn. Mình thích màu hồng nha mọi người. Tiếp đi nào. Đẹp. Tiếp nào, cái tay em đang cầm bao nhiêu tiền? Lightstick này là khoảng khoảng gần một củ ạ. Gần một củ nha. Tất. Tất là chắc cũng 30.000 ạ. Rồi, giày. Giày là gần 1 triệu. Ok. 1 triệu 1. Rồi, thế tổng thiệt hại cái outfit của em hôm nay đi xem Blackpink là bao nhiêu tiền? Tổng outfit của em là gần 5 củ. Gần 5 củ nha. Đấy mà đấy là tiền outfit thôi ạ, còn tiền vé nữa. What? Tiền vé bao nhiêu? Khoảng 3.8 triệu. Và em tự săn. Em tự săn là 3.8 triệu. Wow. Giàu nha, bạn này giàu nha. Thế em định giá em đi, em bao nhiêu tiền? Em vô giá. Em vô giá. Nhưng mà vẫn chưa có bồ đúng không? Vâng. Đấy, khi nào phải bắt lên ghép đôi mọi người ạ. Vừa xinh gái vừa nhanh nhẹn. Nếu mà em muốn có bồ ấy thì lên Vũ Trụ Audition để kiếm bồ nhá. Ok, tối tại luôn chị ơi. Ok, tối tại nhá, bye bye em. Cảm ơn em. Bye bye. Bye.